Xin chào quý vị khán giả của kênh trên kênh Minh Hiệp 29 TV. Hành trình buổi sáng nay của thầy tiếp tục và thầy sẽ bắt đầu đi vào khu dân cư để thầy gieo duyên với các gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị theo dõi và xem thì thầy Minh Tuệ đang nói với mọi người rằng là mọi người không nên đi cùng gần thầy quá, nên đi cách xa để, và tạo một không gian cho thầy để thầy đi gieo duyên đến nhà dân ở bên đường. Cũng mong rằng quý vị Phật tử chúng ta hoan hỷ đi theo cùng thầy thì trợ duyên cho thầy, cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho thầy đi tu hành được, của thầy được viên mãn, để chứng được đạo, để đất nước chúng ta có một nền tảng về Phật giáo được hưng thịnh, để người dân luôn mở lòng hướng tâm với điều thiện lành và những cầu mong những điều tốt đẹp nhất luôn đến với lại đồng bào và Phật tử trên đất nước chúng ta, và cũng như trên lan tỏa được ra cả thế giới. Đây, buổi sáng hành trình đi Phật thực của các thầy, đây thầy đang vào một nhà, theo quan sát của mình thì đấy, thầy vào đây gia đình nhà này là rất là mộ đạo tín tâm, với sự thành kính đảnh lễ thầy như thế này là chúng ta cũng đã biết được về một gia đình rất là mộ đạo với đạo Phật. Thầy đã vào đi ra đây, thầy tiếp tục đến một cửa hàng này để gieo duyên nhận thọ thực của gia đình tín chủ này, và thầy cũng chỉ nhận có một chai nước thôi ạ. Các sư thì cũng chia ra để đi đến từng nhà gieo duyên với lại các gia đình người dân xung quanh hai bên đường. Cũng hôm nay thời tiết cũng rất là ủng hộ về buổi sáng, trời không có nắng và không khí mát mẻ. Các thầy đã đi gieo duyên để cho được Phật tử và dân hai bên đường cúng thọ thực cho thầy buổi sáng, và các thầy đã đang ngồi thọ thực. Đấy. Chỗ thọ thực đây là một bãi đất trống, có những cành tre rủ xuống. Ở góc quay này các bạn nhìn trông rất là đẹp. Kênh cũng rất mong được quý khán giả quan tâm ủng hộ cho kênh của Minh Hiệp 29 TV, một chia sẻ để lan tỏa video này đến với cộng đồng để mọi người đều được biết. Và ủng hộ kênh một đăng ký để theo dõi, để cho kênh có động lực để làm ra được nhiều các cái video thật là giản dị và chân thật nhất với tăng đoàn khổ hạnh đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ.
thành chính quả. Đến chữ thành chính quả có được để phổ độ thì được bỏ hai chữ phổ độ đi, bởi vì nó không kịp nữa. Phổ độ